Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, sáng mùng 6 tháng 4, trường tiểu học Kim Đồng phối hợp cùng ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tương tự mô hình chạy hè với nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn, giúp các em tiếp cận nội dung học sinh với công tác phòng cháy chữa cháy một cách dễ dàng, gần gũi. Tại hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, học sinh trường tiểu học Kim Đồng đã hào hứng trải nghiệm 4 trạm hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gồm trạm 1, kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, nhận diện lính cứu hỏa. Trạm 2, thoát nạn trong môi trường khói, khí độc. Trạm 3, thoát nạn trong địa hình nhà cao tầng. Trạm 4, sơ cấp cứu cho người bị nạn. Ở trên lớp thì con được các thầy cô cho xem các video clip về phòng cháy chữa cháy và lồng ghép vào các tiết học ngoại khóa của con để cho con những kỹ năng tốt nhất về phòng cháy chữa cháy. Sau buổi trải nghiệm hôm nay thì ban đầu là con thấy các chú công an và sợi dây thì một sự hơi sợ và hồi hộp. Và sau khi được học và hoạt động thực tế thì con cảm thấy buổi hôm nay rất là hay và con được trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho bản thân mình, và nếu mà khi có cháy thì con có thể tìm lối thoát nhanh chóng nhất, và con sẽ hướng dẫn cho bạn con cách phòng tránh cứu nạn cứu hộ. Trước khi con tham gia chương trình này, con rất là hồi hộp và rất ít hiểu biết về phòng cháy chữa cháy. Sau khi trải nghiệm qua những các trải nghiệm và của chương trình này thì con đã cảm thấy những kỹ năng rất bổ ích và quan trọng với con và với tất cả các mọi người. Điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh để thoát ra khỏi đám cháy. Tham gia buổi tuyên truyền, diễn tập, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được cung cấp những thông tin về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố trong những năm gần đây, tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, nguyên nhân gây ra cháy nổ. Cùng với đó, giáo viên và học sinh được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy. Học sinh sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động thoát nạn để có kỹ năng trong tình huống thực tế. Chia sẻ với phóng viên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết. Đối với cả cái công tác phổ biến và tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy cũng như các kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại các trường học trên địa bàn quận thì chúng tôi đã triển khai từ năm 2019, trước khi thông tư 06 của Bộ Giáo dục được ban hành. Và trong suốt những cái năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như là chúng tôi tổ chức tuyên truyền và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại các trường để giúp cho từ học sinh đến giáo viên biết các cái kỹ năng để xử lý khi có cháy nổ xảy ra và không bị hoảng loạn. Sau đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức một hội thi dành cho các cái giáo viên cũng như học sinh của các trường đại diện cho các cấp tại của các trường công lập trên địa bàn quận. Và qua đó thì qua hội thi thì chúng tôi tổ chức theo hình thức sân khấu hóa để làm sao để cho nó thiết thực và gần với cả thực tế. Và từ đó thì các đội tham gia cũng thông qua cái hội thi cũng tìm hiểu được những cái kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Và đến năm nay thì chúng tôi tổ chức thêm một hình thức mới là hình thức sinh hoạt ngoại khóa. Tuy nhiên thì trong những cái cuộc họp gần đây thì các trường cũng có những cái yêu cầu kiến nghị đề xuất liên quan công tác này. Điều đó cũng chứng minh là các nhà trường đã bắt đầu quan tâm hơn và chú trọng hơn về cái công tác kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy. Và cũng như ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời hiệu trưởng cũng như là đại diện ban giám hiệu của các trường khác đến để tham dự cùng. Và qua theo dõi thì các nhà trường đều rất là ủng hộ và cũng rất mong muốn là được tổ chức cái loại hình sinh hoạt này tại các trường. Trường học là nơi tập trung đông người, đặc biệt các trường học đào tạo mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, các em học sinh nhỏ rất dễ bị hoảng loạn nếu như có đám cháy xảy ra. Bên cạnh đó, việc bố trí lớp học tại các tầng cao, địa điểm trường ở những nơi tập trung đông dân cư khiến công tác chữa cháy sẽ gặp nhiều khó khăn, do vậy cách phòng cháy chữa cháy, đặc biệt với phương châm 4 tại chỗ trong trường học vô cùng quan trọng. Sau buổi sinh hoạt ngoại khóa, không chỉ học sinh mà cán bộ, giáo viên nhà trường cũng có thêm những kiến thức bổ ích ứng phó tốt nhất trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Ngày hôm nay trường tiểu học Kim Đồng diễn ra buổi hoạt động sinh hoạt ngoại khóa về việc là học sinh với công tác phòng cháy chữa cháy. Thì cái hoạt động này là một hoạt động rất là bổ ích với học sinh, vì khi học sinh có được cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng, và đặc biệt là các em được trải nghiệm qua những cái 4 cái trạm như thế này, thì các em sẽ có được cái sự bình tĩnh khi mà chẳng may nếu các em gặp sự cố. Và đặc biệt là học sinh chính là cái đối tượng mà tuyên truyền rất là tốt đối với từng gia đình
Và tôi nghĩ rằng là cái buổi hoạt động sinh hoạt khóa ngày hôm nay thì học sinh rất là hào hứng, sôi nổi. Mới đầu các em còn rất là bỡ ngỡ, nhưng sau khi được hoạt động thì các em đã có thêm cho mình những cái kiến thức và kỹ năng bổ ích. Khi mà các con vừa mới được trải nghiệm xong thì các con ra, các con sẽ bảo đầu tiên là, ví dụ các bạn bảo là ôi con thấy mùi khó kinh quá, rồi con cảm thấy hơi sợ. Nhưng mà sau khi con được làm xong, làm đi làm lại một lần, hai lần, ba lần thì các em bắt đầu cảm thấy là mình có kỹ năng, và các em bắt đầu cảm thấy là mình bình tĩnh hơn khi mà mình gặp sự cố và mình biết cách để giải quyết những cái sự việc phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn như vậy.